cây của em gái đây thì đầy đủ hết trơn luôn. Lâu quá trước mới gặp chị Biết Gợ nè. Nho rừng. Chị nho rừng hả cô? Nó chín gì ăn được không? Đây bán đồ nông sản, rất là nhiều đồ nông sản miền núi. Biển quá ngon, đừng cô làm vui điện biển bán luôn nè. Me. Me là tấp hộp rồi luôn. À, đặc trưng của miền núi nè. Nhộn hả chị? Đến lên non đầu mùa 300.000 một ký. Còn chưa làm là chị bán được nhiêu? Chưa làm bán được nhiêu ký? Chị xòi như thế này đủ. Rồi lụ nè, đầy đủ. Rồi cô bán đồ miền Tây sông nước nè. Bông súng ta đã có lâu chưa cô? Dòng bông điên điển, mùi vườn quê, đậu bắp. Nó nên làm liên tục mà không đủ quán hả chị? Không quán và không kịp. Mà không kịp luôn. Cá đồng, quá trời ngon luôn. Cá lồng tôm, cá cơm. Trời ơi, miền núi là vậy đó cô chú. Bà con người ta bán nhìn thấy là cua quá chẳng ngon à. Hôm nay bán bao nhiêu ký vậy chị? Dạ là 60. Cá linh đầu mùa. Hôm nay bán được nhiêu ký vậy em gái? 25.000. Dạ em mến chào buổi sáng quý cô chú anh chị. Dạ hiện tại em đang đứng ở đây là ngay trung tâm thị xã Tịnh Biên. Hôm nay em sẽ ghi hình chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho cô chú anh chị mình xem. Coi bà con ở vùng biên giới này mua bán như thế nào nha cô chú anh chị. Buổi sáng hôm nay thì cô chú thấy thì bà con đi cũng thấy cũng đông lắm nè. Rồi em mời quý cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ Tịnh Biên nha. Phía trước thì cô chú thấy có những cái quầy bán trái cây nè. Bưởi rồi trái cây nho như táo này kia là đầy đủ luôn nha cô chú. Quá ngon luôn. Đây có cô bán bánh đúc. Cô bán bánh gì vậy cô? Này bánh đậu lợn đậu xanh. Bánh vịt lợn ha. Ngon quá. Đậu xanh lấy dứa. Ngày bán hết mâm này không cô? Bán hết luôn. Dạ. Làm khéo quá mà làm kỹ quá kỹ luôn. Làm kỹ bán mới được, mình sạch sẽ mà thấy là mới ăn. Dạ. Một cái là bán được nhiêu tiền cái này nè? 5.000 ha. Bánh thì về làm nhà. Cô bán cho con cái đi. Mở hàng được đấy. Mở hàng cái đi. Nhìn thấy ngon quá. Làm nhà sạch sẽ. Làm sạch sẽ ăn còn nữa. À, cô lấy tiền giùm con. Dạ. Rồi, xin cảm ơn cô nha. Bánh cô bán có 5.000 cái rồi cô chú. Quá đẹp luôn. Chợ Tịnh Biên này thì buổi sáng em nghĩ là nhộn nhịp lắm cô chú anh chị. Ở phía đây cô chú anh chị thấy nè. Phía bên đây thì cũng có một cái điểm bán khóm nè, bán trái cây nè. Những cái gian hàng này nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Ở đây có bán dâu tây nè, nho nè, nho đủ loại luôn. Trái này trái xoài hả cô? Trái
xoài nó tròn quay à. Đẹp quá đẹp. Trái xoài nè cô chú, rất là đẹp luôn. Đây là trái dưa nè, trái dưa lưới màu vàng quá đẹp luôn. Rồi trái trà là, nói chung thì là trái cây của em gái ở đây thì đầy đủ hết trơn luôn, hồi nào cũng có hết. Trà là Thái hôm nay nhiêu ký? Một ký 130 ngàn. Vì nó có hai loại ha, loại nhỏ loại. Rồi cảm ơn em gái nha. Bây giờ chị ơi, cái này là gì vậy chị? Hạt dẻ. Hạt dẻ hả? Hạt dẻ sống ha. Rồi mình đi vô trong này tiếp luôn cô chú chị ơi. Ở đây có một chị bán đầy đủ luôn, bán bún và bán bánh luôn, để bán chè cho nước luôn. Đủ hả? Gian hàng quá ngon, có bánh bèo luôn nè, bánh bèo to quá. Cái này là cái bánh bèo phải không chị? Bánh bột phải không? Dạ. Quá ngon luôn cô chú. Rồi mình đi tiếp luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây cô chú thấy là có chị bán đồ núi bí. Rồi lâu hết sức mà gặp chị bí này, chứ bí này phải chị bí gợ không chị? Dạ đúng rồi. Lâu hết sức mà gặp chị bí gợ nè. Quá ngon luôn cô chú. Bán chuối này kia, đồ núi bí luôn. Cái này chồng có trái nào mà bự cỡ 4-5 kg không chị? Không ha, nó vừa vừa vậy là lớn rồi ha. 2 ký ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi mình đi tiếp luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây có mấy cô bán là nhìn quá đẹp luôn. Măng lê nè, bán đồ núi. Đây có cái trái này lạ quá. Trái nho rừng. Chỉ nho rừng hả cô? Nó chín gì ăn được không? Ăn ta ngâm vụ. Ngâm vụ ha. Ngâm vụ uống im hả? Dạ, ngâm vụ chứ không có ăn sống được ha. Nó ngâm vụ mà bữa nay nó không có mở cửa. Dạ. Chị cái gì chị nhất mình hả? Mấy ông có phái uống gì ai biết đâu. Vậy hả? Một ký là bán được nhiêu tiền? Đem ra bán cho nó 20 ngàn ký nha. Yeah. Rồi cảm ơn cô luôn nha. Cái đó đó ha. Yeah. Đây bán đồ nông sản rất là nhiều, đồ nông sản miền núi. Đây chị có bán những cái tấm kia bằng tấm thớt mà. Thớt. Thớt hình gần như trái tim luôn. Quá đẹp. Này cây gì chị? Cây mầm rò. Cây mầm rò. Tấm thớt thì có nhiều loại cây người ta xài mới được như cô chú, chứ không phải là cây nào cũng xài được. Cây mầm rò, cây mù u, cây vú sữa rồi đó chị, là mới làm tấm thớt được phải không? Nó có nhiều loại cây, có cây làm tấm thớt không được. Rồi em cảm ơn chị nha. Ở đây cô bán dưa lưới. Dưa lưới quá đẹp luôn, về bịch luôn. Ký hôm nay bán nhiêu tiền vậy con? Cái này mình trồng nhà luôn hả? Căng ha. Căng ở vùng này hay là ở đâu lại? Bên chợ dân giáo nó có cái vườn này ha. Dạ. Yeah. Vậy là chị vô tới trong vườn căng luôn. Ở trống bây giờ người ta trồng này nhiều không?
trang trại á, nhiều lắm ha. Dân giáo hỏi là tiệm cơ sở gì vậy đó ha. À, ta xuất khẩu rồi chứ, nhầm khi bán lẻ là mình quen mới mua được phải không? Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Yeah. Ở đây là cái bông đu đủ đực nè. Rồi, đây có bán đầy đủ hết trơn cô chú. Quá trời ngon luôn. Bông đu đủ đực. Này bán quần áo, gà vịt cũng rất là nhiều. Trời bán em nữa. Gặp nữa hả? Thôi chào anh. Cái này bán im không? Bán cũng đỡ anh. Nhờ mối luôn này kia. Nhờ mối ghía rồi bán quen rồi ha. Dạ. Dạ, bữa nay quay điện thoại, bữa nay thêm cái gì nữa? Cái đó dưa chua với cái chua. Dạ. Nói cho nhớ anh nhưng mà quên kênh anh tên gì. Kênh Bến Quê. Bến Quê hả? Cái này dạ. Có thêm người bán tiếp nữa nè. Vợ em bán cơm rượu á. Bán cơm rượu tiếp luôn ha. Dạ. Rồi bán chỗ cho nó vui. Vợ em bán rượu. Rồi cảm ơn luôn nha, chúc gia đình mình năm nay làm ăn phát tài nha. Rồi cảm ơn anh nhiều lắm. Hai chồng đồng lòng tắt biển đông cũng cạn. Anh em ở đây nhìn rất là ngon nha cô chú. Cô chú anh chị mình có đi chạy tình viên cái ủng hộ anh với chị nha. Đi dài vô đây tiếp cô chú ơi. Ở đây bán bánh ngon lắm. Bánh đúc mặn nè. Đó. Bánh chuối nè. Quá trời ngon luôn. Cái này bán đỡ không cô? Chợ mình bán được không? Dạ. Cô bán này tới trưa là hết không? Chút là hết rồi ha. Thì là chợ này có thời điểm là người ta ra ta mua dữ lắm ha. Rồi con cảm ơn cô luôn nha. Con chúc cô sức khỏe nha. Đây, rồi mình đi tiếp luôn cô chú anh chị. Bên kia bán gà vịt rất là nhiều. Đây là bông điên điển, dưa điên điển. Bông điên điển quá ngon luôn, cô làm dưa điên điển bán luôn nè. Một ký là cô bán được nhiêu tiền dưa điên điển á? Điển thì kia 4-5 chục. Cái dưa này nè. Cái dưa này 4 chục. Cái dưa này mình để lâu được không cô? 3-4 ngày mình ăn hết được rồi. Ăn 3-4 ngày là được ha. Rồi ra mua tiếp nữa. Rồi xin cảm ơn cô luôn nha. Dưa điên điển nha cô chú. Rồi bên đây là đặc trưng của miền núi nè. Là me. Me là tách hộp luôn. Quá trời ngon luôn. Rồi. Bánh quá ngon luôn. Là bánh gì vậy em gái? Bánh ít chằn hả chị? Bánh ít chằn. Dạ, cái này làm ít hơn lúc trước ha. Lúc trước em đi ngang đây là bánh dữ dằn lắm á. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị sắp tới bán đắt hàng nha. Nói bên đây thì bán đồ trứng nè. Rồi dưa hấu nè, trứng muối đầy đủ. Hello anh trai, dễ thương quá. Đầy đủ luôn nha cô chú. Ở bên đây thì cô chú thấy có một chị bán hải sản nè. Cơm, cua này kia đầy đủ.
cô chú. Cá sủ nè, cá biển nhìn rất là ngon. Rồi có những cái hàng đặc trưng của miền núi nè, nhộng hả chị? Dạ. Hôm nay mình bán nhiêu ký chị? 100 ngàn. Cá linh mình làm rồi là 300 ha. Dạ. Quá ngon luôn cô chú. Làm cá linh non đầu mùa 300 ngàn một ký. Còn chưa làm là chị bán được nhiêu? Chưa làm 250. 250. Là một ký có 50 ngàn thôi, quá rẻ. Làm một ký lâu dữ lắm. Làm ký lâu thiệt mà. Dạ. Có lên như vậy. Dạ. Rồi em cảm ơn hai chị luôn nha. Em chúc hai chị sức khỏe nha. Cảm ơn khách hàng. Dạ. Gặp nữa. Đỡ nữa rồi, cái này nó đỡ không anh? Cái này chạy bao nhiêu chợ trong này? Một tuần hai ngày. Một ngày hai ngày trong này ha. Một tuần hai ngày rồi. Dạ. Cái này thấy cá linh về nhiều quá rồi, cá về nhiều nè. Anh bán đỡ không? Hả? Anh bán được im không? Cũng lây gai. Lây gai ha. Rồi chúc sức khỏe nha. Vô tới làm ăn phát tài nha. À, đi đâu cũng gặp anh hết trơn. Bán bánh. Chạy khắp nơi luôn á. À. Có linh đồng hồ. Dạ. Đó, cô chú anh chị mình có đi về miền núi gặp anh ủng hộ anh nha. Bánh rất là nhiều, đủ loại. Rồi cảm ơn anh trai. Đây cái linh đầu mùa nữa nè. Ướp lạnh luôn quá trời ngon. Một ngày em trai làm được mấy ký? Ngày 3 ký không? Ngày 3 ký ha. Hôm nay bán được nhiêu ký? Bán 250. 250 ha. À. Mua của người ta lại hả? Dạ, mua của người ta lại mà mua hơi nói bán mới anh. À. Rồi cảm ơn em trai nha. Em trai sức khỏe nha. Ở đây thì cô chú anh chị thấy vùng này cũng khô rất là nhiều nè. Cá càng khô luôn. À, khô cá lóc thì không có ốp màu nha cô chú, nhìn rất là ngon. À, cá lóc cái sạch nè. Quá càng ngon. Bên đây thì cô chú thấy có một vài trái cây. Chùm chùm. Chùm chùm thái ngon lắm cô chú. Còn đây nè. Cái xoài quá đẹp luôn. Cái xoài nhìn thấy nó tròn quay rồi cô chú. Quýt nè, lưỡi. Cái xoài này là xoài gì vậy em gái? Xoài Úc ha. Ồ. Cái xoài Úc cô chú, nó tròn quay rất là đẹp. Xoài Úc rồi lụ nè, đầy đủ. Ở đây chị bán đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Nhãn, nho này kia. Táo nè, bên đây chị có bán khô luôn nè. Khô ở đây thì được ốp là không có để màu nha cô chú, nhìn rất là đẹp. Khô rất là đẹp luôn. Còn chuối nè. Đây thì trái cây. Ở đây đặc biệt bán chuối. Cô chú thấy chuối là rất là ngon luôn.
bán đồ miền Tây sông nước nè, bông súng ta, rồi rau muống, quá ngon. Bông súng này nó ngọt hay gì mà có ong nó bay vô nó hút vị nữa nè. Đó linh loại tươi gói gói luôn cô chú. Hôm nay bán nhiêu ký con? 250. Cá linh này đã có lâu chưa cô? Có khoảng nửa tháng nay à. Nửa tháng nay ha. Dạ. Một ngày cô bán được số lượng nhiều không? Ngày khoảng 4 ký, 5 ký à. Dạ, vậy là cô là tự làm bán cho người ta luôn hả? Cái này mình lặt ra bán gì nè. À, một ngày 4-5 ký là làm cũng lâu lắm á. Lâu, cá nhỏ anh ơi. Dạ. Cảm ơn cô luôn nha, con chúc cô sắp tới bán đắt hàng nha. Cá linh đầu mùa nhìn rất là ngon luôn. Cái này chắc người ta đặt vớn không quá. Làm đáy. Đặt đáy ha. Đáy ở Châu Đốc. Đáy ở bên Châu Đốc hoặc là bên Campuchia. Dạ. Quá ngon luôn cô chú. Rồi bên đây thì bán những cái đặc sản của miền núi, khoai môn, măng, rồi môn, măng lê. Đây thì cô bán bánh. Dài bên đường này thì cô chú anh chị thấy nè, đó là những cái quầy bán đồ đồng như đồ gãy này kia đó, rất là tươi ngon. Bên đây cô có bán một cây thịt heo, cải thìa nè, cải thìa, đậu rồng, bông điên điển, mua rượu que, đậu bắp, ngó sen, quá trời ngon luôn chú. Giá nè. Nhìn cái cách trưng bày của người ta cũng đẹp mắt lắm cô chú. Qua bên đây thì mấy chị bán cá biển, cá sông. Nổi tiếng luôn cái cháy mặt gì. Quá trời ngon luôn. Gọi là người nổi tiếng. Cái này cá đồng về nhiều chưa chị? Tháng mấy mới nhiều vậy? Tháng 8. Tháng 8 á, là còn cỡ gần tháng nữa. Tháng 8, 9 tháng 5 mới nhiều. Dạ. Anh chịu, có cái lắp bằng sắt không? Rồi, em cảm ơn chị luôn nha, chúc chị bán đắt hàng nha. Bên đây, chị bên đây thì bán hải sản. Quá trời ngon luôn. Ốc này kia nè, hải sản đồng, hải sản biển có đầy đủ. Ốc đồng nè, rồi hải sản nè. Mực nè, quá trời ngon. Chợ này thì cô chú anh chị thấy được là bà con người ta đi lay gai hoài. Hôm nay ghẻ này nhiêu ký vậy chị gái? À, ghẻ sò ở đây chị bán đầy đủ hết cô chú.
khô. Một này kia này cô chú. Nói chung là chợ Tịnh Biên này thì là chợ thị xã nên bà con đi đông lắm. Giờ mình đi tiếp cô chú chị. Bắt đầu lọt vào tháng này thì cô chú thấy cá linh về nhiều rồi. Mua giùm con đi hai. Cá linh, rồi cá rô. Cá lóc. Có đâu. Chết em bỏ ra cho. Rồi đó cho nó bán 70 ngàn cho chị đó. Rồi chắc mua cá thả phóng xanh. Phóng xanh nè, thấy không? Cá rô. Có cá linh rất là nhiều rồi. Bên đây cũng có một cái quầy bán hải sản. Hải sản rất là ngon luôn cô chú. Cua biển. Cái này còn bán ế nữa hả chị? Nghĩ là bán đắt nè. Dạ. Em nghĩ là tới mùa nước nổi thì mấy chị sẽ bán đắt, bây giờ cũng còn chậm nữa. Mùa nước nổi là cá đồng với đồ biển ấy nè. Vậy á. Dạ. Chị cứ mở nó mua mở hàng đi. Bán 300 cho chị mở hàng. Rồi em cảm ơn chị luôn nha. Chúc chị sức khỏe sắp tới bán đắt hàng hơn nha. Cô chú thấy không, nhìn rất là ngon nha. Một cá he này kia nè, đầy đủ cá điêu hồng. He. Cá điêu hồng. Ở đây chị này bán cá mười dinh. Rất là ngon luôn. Cá he, cá heo. Cá heo, cá thịt lấu. Hôm nay cá này là bán bao nhiêu ký vậy chị? 500. Dạ. Yeah. Quá ngon. Cá mì dinh tôm luôn nha cô chú. Ở bên đây có con cá này, cá gì? Cá thịt lấu. Cá này cá mì hôi phải không chị? Ồ, cá mì hôi này nghe nó nướng ăn ngon lắm nha cô chú. Cá thịt lấu nè. Em cảm ơn chị luôn nha. Em chúc chị sắp tới bán đắt hàng nha. À, nói chung ra thì chợ Tịnh Biên thì cô chú sẽ thấy là cá đồng với cá biển này kia nó rất là nhiều. Này cua đồng nè. Cái này ngon luôn, mùa này là dùng cua. Cua ếch, cá linh này kia đầy đủ, cá lóc. Lọt vô tháng này thì ở chợ thì cô chú sẽ gặp mấy chị lập cá linh gì đây? Cá linh làm liên tục mà không đủ bán hả chị? Không bán là không kịp. Là không kịp luôn. Hôm nay chị bán được nhiêu ký? 300. 300. Dạ. Bữa nay là con cá nó to rồi nè. Dạ. Dạ, bữa nay là vừa ăn ngon luôn. Cá đầu mùa nó nhỏ vậy. Dạ.
Một ngày chị bán được bao nhiêu ký vậy? 2-3 ký buổi sáng. Buổi sáng 2-3 ký vậy ha? Cũng 2-3 ký. Vậy là chị bán tới chiều luôn? Bán về rồi mới lại mới bán một chiều. Dạ. Mua ở cái này, mua ở Tịnh Biên này hay là mua ở Châu Đốc? Nhỏ em đem về là bỏ mối mình bán. Dạ, vậy là có người bỏ mối cho mình ha. Rồi em cảm ơn chị luôn nha, chúc chị sức khỏe sắp tới mới đắt hàng nha. Đó, dài dài đây thì cô chú sẽ thấy là mấy chị làm cá linh. Quá đẹp luôn. Cá linh mùa nước nổi đầu mùa. Cá biển luôn chị, đây có bán biển luôn, rồi cá đuối luôn, đầy đủ. Phải nói là cái khu bên đây là cá rất là nhiều luôn cô chú. Cá chép à. Rất là rộng luôn cô chú. Phía bên đoạn đường bên đây thì cũng có bán quần áo lộn xộn với cá. Dừa, nước dừa. Năm nay bán nhiêu ký chị? 100g 10.000. 100g có 10.000 nè ha. Dạ. Làm gì chắc lâu lắm ta. Lâu lắm. Lâu lắm ở đường khí. Rồi ơi nhìn cắt là. Đổi xài em không chị ơi. Ra sản lượng thì rất là lâu. À, cảm ơn hai chị luôn nha, chúc hai chị sức khỏe nha. Cái thì gừng đây thì bán chuột nha, chuột rất là nhiều, chuột ngon luôn, chuột mập mập không. Dài khu này thì bán cá rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đây bên đây thì tập trung là cá đồng, cá sông. Miền núi là vậy đó cô chú, bà con người ta bán nhìn thấy là trên những cái ở phía trên thì có những cây dù che lại thôi, quá đẹp luôn. Rồi có điểm bán cá biển nè. Phía bên đây thì mấy cô cũng bán
cá đồng, cua. Quá chẳng ngon à. Hôm nay bán bao nhiêu ký vậy chị? Dạ được 60. 60 ngàn. Là mình ra để lấy càng luôn đó ha, lấy nguyên con gì luôn ha. Dạ. Hôm nay là càng cua chị bán bao nhiêu ký? Mình cuốn dành đó, cua lặn thì đâu có càng đâu. Vậy là bây giờ không có càng nhiều. Thì bán mấy ký 200 mấy ba ngàn. Nhưng mà cua thì bán rẻ lại một chút ha. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị sắp tới may mắn phát tài ha. Này tự bắt hay là mua của người ta? Này em căng mới, năm nay em có cua luôn. Dạ, năm nay cua ít ha. Dạ, cảm ơn chị. Dài dài đây thì cá rất là nhiều nha sư Trúc. Phía bên đây thì quá chèn cá đồng rồi. Chúng để thấy nè. Đây là con cá sặc. Ở xứ lộn mới gặp con cá sặc này chú. Con cá sặc ở trong đồng của mình quá ngon luôn. Cá rùa đồng. Cá chốt. Đây là me non luôn, nấu canh chua. Rõ trời của con chị ơi. Me non nè, cá linh. Ở đây chị bán đầy đủ luôn. Bông điên điển. Quá ngon. Nhãn. Nhãn bạch kia. Đây thì chị gái bán nho 80 ngàn một ký. Cá đồng. Vô mùa nước nổi thì cá đồng quá trời nhiều luôn cô chú. Cá rô nè. Cá rô biển nè. Cá rô biển ít gặp lắm. Cá linh mùa nước nổi quá ngon luôn. Ngày bắt được nhiều không gái? Gặp dỗ ra cho chú ra thì con gặp dỗ được rồi. Nhiều vậy đó hả? Gái chắc ba ngày chắc 4-5 ký quá. Có 2 ký rưỡi sáng giờ đó. 2 ký rưỡi sáng giờ mà gái làm chưa xong nữa hả? Rồi. À, chúc con gái bán đắt hàng nha. Gái bán cá linh với bông súng nè. Đó, đúng bài luôn. Cá linh thôi lạc bông súng. Me luôn. Dầm me vô là hết sảy miền Tây đó cô chú. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc sắp tới may mắn phát tài nha. Nổi thì không thể thiếu bông tiên điển. Bông tiên điển mùa nước nổi lúc nào cũng có hết trơn cô chú. Rau dừa ăn mắm. Rau dừa ăn mắm nè, rau nhút nè. Chợ ở thị xã thì lúc nào cũng tấp nập bà con.
dưa leo muối nè, rồi dạ. Rau muống dưa chua. Chua. Hôm nay chị bán nhiêu ký? Ký có 30 ký 30 ha. À. Quá trời ngon luôn. Ký 30 và dễ ăn. Rồi, dưa leo cũng 30 luôn ha. Chai mặn luôn được hết. Rồi, cảm ơn chị luôn nha. Chúc chị tí bán hết hàng về sớm nha. Đây thì chị bán bánh. Bánh trúng lốt hết rồi, còn sơ dị. Sơ dị to quá à, chị bán một cái bán nhiêu tiền? 5 ngàn. 5 ngàn mà to như thế hả? Ừ. Cái nhà quê bán gì cũng rẻ đó. Làm nhà hả chị? Dạ, này làm nhà ha. Bán cho em cục sơ dị đi. Ủng hộ cho em chút về sớm. Sơ dị có 5 ngàn thôi. Ngon mà rẻ luôn. Rồi chúc chị bán đất hàng nha. Quá ngon luôn, cô chú bánh bò luôn. Mấy ngày hôm nay chợ mình đông không vậy chị? Ngày nào cũng đông hết trơn ha. Dạ. Ngày bán được 5 ký không? Trên ha, vậy là ngon lành rồi. 15 ký, 20 ký. À, vậy là bán mối luôn hả? Mới đủ sống chứ 5 ký thì đói luôn à. Vậy hả? À, rồi, em tưởng là 5 ký là ngon rồi chứ, thì mười mấy ký mới sống được. Mới sống được. Vậy là bán giá bình dân. Ừ. Rồi, cảm ơn chị. Giờ đây thì cô chú anh chị đấy. Nói chung thì chợ Tịnh Biên á, thì cô chú thấy là ở đây là bánh rất là ngon luôn. Chị lúc nào cũng bán cái gốc này hết trơn. Rất là kỹ đường để trong kiến đàng hoàng. Rồi em cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha chị. Đây thì cá linh đầu mùa. Hôm nay bán được nhiêu ký vậy em gái? 10 ký vậy không? Buổi sáng 3 ký. 3 ký ha. Buổi chiều không có làm ha. Dạ không, cái nhỏ làm lâu quá. Cái nhỏ làm lâu quá ha. Dạ. Kêu bằng mình gia công mình làm nè, làm lấy lời. Dạ, đúng rồi đó. Rồi, cảm ơn em gái nha. Chúc em gái sắp tới bán nhiều hơn nữa nha. Làm rất là lâu luôn cô chú. Nhưng mà cái linh đầu mùa thì rất là ngon. Ký chắc làm cả tiếng đồng hồ quá ta. Không có tầm. Rồi. Cảm ơn. Một ngày có 1 ký mấy thôi, là buổi sáng. Dạ. Là hai người là 3 ký. Chứ không phải là một người mà 3 ký được đâu, đâu phải dễ ăn đâu á. Cái nhỏ lật đâu. Chắc cỡ nửa tháng nữa chắc lật nhanh hơn à. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chị hết nha. Đây thì chị bán chuối. Chuối kèn ngào đường quá ngon luôn. Đó. Bánh tiêu luôn. Quá nhìn này. Chè luôn. Ngày bán được mấy nồi gì chị? Bán con nồi còn. Nồi còn tới trưa mới hết hả? À. Vậy là thời điểm này bán chậm hơn lúc xưa. Dạ.
hả luôn. Cô chú anh chị mình có ăn chuối kèn thì ủng hộ chị nha. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nha. Bên đây có những cái kệ thịt heo. Rồi thì có nhiều người thì bán được, có nhiều người bán chậm đó cô chú, có nhiều người đang nghỉ luôn. Bên đây chuối nè. Đây là con ba kía nè. Con ba kía sống này là luộc ăn rất là ngon cô chú. Bánh canh bột sắt nha cô chú ở chợ Tịnh Biên. Đó. Cá lóc luôn rất là ngon. Ngon lắm đó con. Một bọc gì là mình bán nhiêu tiền mày to chứ hả? Tô 15-20 con. Này 15-20 ha. Quá trời ngon luôn cô chú. Có đi chợ Tịnh Biên thì cái ủng hộ cô nha. Bột quá to rồi. Để ớt riêng luôn. Có. Thì một bọc nữa. Cái này là tự mình làm bột ở nhà, tự mình sắt luôn hả cô? Dạ. Rồi rồi. Rồi bánh mì là chấm chung hả? Khỏi để gì vô. Bột này nhỏ hơn bột kia. Đó, hai bột. Thêm một ớt. Có. Quá trời ngon. Đây tô bánh canh này cô chú anh chị. Tô bánh canh này nó dưới tiền. Quá trời ngon rồi. Đây tô bánh canh này rất là ngon nha cô chú. Có đi chợ Tịnh Biên cái đi ủng hộ cô nha. Rồi mời cô chú anh chị ăn bánh canh cùng với em nha. Thì nãy giờ mình đã ăn bánh canh ở đây là ngon lắm cô chú anh chị, giá bình dân nữa. Cô chú anh chị mình có đi chợ Tịnh Biên ghé để ủng hộ cô nha. Cô thứ mấy ở trong chợ Tịnh Biên? Cô thứ Út. Cô Út ha, ở chợ Tịnh Biên bán ngay chỗ góc đường. Gã nữa hả? Khổ quá khổ rồi, gã kiếm chồng nước ngoài hả gì? Không, cô không có kiếm chồng mà cô đề nghị mấy cô phụ nữ làm ơn đừng có lên video mà để nó kiếm chồng nha. Làm cho đính chính là đính chính là không? Mất chắc có phụ nữ vậy chứ. Kiếm chồng rồi sao mà bán bánh canh cho ta ăn được? Ở đây bán bánh canh lại gai. Đừng có ngày còn lâu hôm nữa đi kiếm chồng làm gì nữa. Dạ. Kiếm là kiếm rồi. Tới rồi. Dạ. Thôi giờ quay vấn đề đây, cô chú anh chị mình có đi chợ Tịnh Biên ghé đi ủng hộ cô Út nha. Bán bánh canh đó. Bột sắt, đặc biệt là bột sắt của miền Tây. Rồi. Rồi con chúc cô Út năm nay dồi dào sức khỏe, sắp tới làm ăn phát tài nha. Rồi con máy bay cô Út, máy bay. Rồi quá quý luôn cô chú. Những cái quầy hàng nho nhỏ thôi nhưng mà gắn bó với cái chợ này cũng lâu năm rồi đó. Mấy chục năm rồi cô Út? Trên 30 năm rồi, há chả luôn. Rồi thì con chào cô Út nha. Bên đây thì cô chú mà có mua măng lê hay là măng miền núi đó, ghé đi ủng hộ cô bên đây. Quá chèn măng ngon luôn nè. Măng nè, rồi trái trúc nè, rồi me non nè. Chị Ngọt bán chợ Tịnh Biên vừa giả vừa ngon. Dạ. Thì con phải nói chị
nghe cái tên là biết ngọt rồi. Quá ngon luôn. Lá này lá giang ấy nè. Lá giang quá ngon luôn. Đặc trưng là cô Ngọt bán toàn là đồ miền núi không nha cô chú. Tỉnh Biên. Ngọt quá đồ chua không hả? Trái chanh là chua nè, me là chua nè. Trời ơi. Bùng súng nè cô chú. Rồi con chúc cô sức khỏe nha, sắp tới mình phát tài luôn nha. Ừ. Bên đây anh bán bà khía nè. Bà khía trộn sẵn có luôn, bà khía sữa rất là ngon. Bán đồ núi luôn nha cô chú. Đó, mình có đi chợ Tinh Biên cái đêm hộ anh nha. Cái này là hàng sữa anh, bến quê. Bến quê. Dạ. Rồi con chúc đại gia đình mình sức khỏe hết luôn nha. Rồi con chào tạm biệt con đi luôn à. Bye. Hẹn gặp lại. Đây, bên đây thì cô chú thấy bán bánh. Cô bán bánh ít nè, bánh bông lan gì nè, quá tràn luôn. Bánh luôn. Bánh này mình mua hay làm nhà cô? Làm nhà. Làm nhà ha, một ổ mình bán nhiêu tiền? 40 ngàn. 40 ngàn nha cô chú, nhìn rất là ngon luôn. Có lập xưởng gì không? Xưởng lập vịt núi. Dạ. Bán bánh bông lan luôn. Rồi con cảm ơn cô luôn nha. Bán đồ núi luôn hả? Me nè, rồi sâm bổ lượm này kia, sâm nè, rất là ngon nha cô chú. Cô bấm vô là bến quê và lóc là dính liền. Bến quê và lóc. Dạ, quay mấy lần rồi. Ồ, đậu nành gì quá ngon luôn. Cô bán trái trúc nè. Trời ơi, trái trúc quá trời ngon luôn. Chị ơi, cho em một hộp đất ơi. Rồi rau má, rồi đậu nành, rồi lá mối. Cô bán đầy đủ hết. Bán tàu hũ luôn. Trái trúc là bao nhiêu tiền một ký vậy cô? Dạ 70 ngàn một ký nha cô chú anh chị. Ở đây cô bán đầy đủ hết trơn luôn. Đây thì chị bán nấm, đầy đủ nấm luôn, nấm kim châm nè, nấm đùi gà nè, đầy đủ hết nấm gươm. Đó, cô chú anh chị mình có mua đồ chay thì ghé đêm hộ chị nha, quá trời ngon. Hôm nay nấm gơ mình bán nhiêu ký vậy chị? 90 ngàn ha. Rồi cái này là mình mua mình bán lại là trồng nhà, mua bán lại ha. Dạ hả, 10 ngàn nấm gơ, quá ngon luôn cô chú. Rồi giờ mình đi tiếp vô trong kia nha cô chú anh chị. Ở đây núm quá vàng núm luôn. Rồi bên đây thì cô chú sẽ thấy là những cái quầy hàng người ta bán như là đồ nông sản nè, rau củ quả nè, núm nè, đầy đủ. Đây có cô bán bánh xèo. Trời ơi cô chị ơi. Bánh xèo bánh chất miền Tây. Quầy hàng bên đây thì toàn là đồ nông sản không mà cô chú chị ạ. Nông sản. Giờ em sẽ đi vòng vô trong nhà làm chợ, em ghi hình một vòng trong nhà làm chợ xong rồi em xin kết thúc video nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha.
khu này dài ở đây thì chỉ toàn là đồ nông sản, đồ gãy thôi. Rồi mình vô nhà đồng chợ coi trong đó bán cái gì. Đây, trong đây thì em thấy là bán đồ tập hóa nè, rồi đồ tập hóa. Sả, ớt, hành, tỏi rồi trong đây đầy đủ. Đây là có gian hàng món đồ chay, đồ phộng, đậu xanh. Ở trong đây là đồ bách hóa. Còn bên đây thì bán đồ nông sản. Trong đây thì có những cái cây thịt này cô chú. Thịt trong này, thịt heo, thịt bò đầy đủ nha. Và trong khu trong này thì bán thịt heo, thịt bò. Nè, cô chú thấy nè, đó. Cô bán cá chả luôn nè. Bên đây có anh cài thịt bò, bên đây có cây thịt heo. Và đây thịt heo. Đó, cô chú anh chị mình có mua thịt heo này kia, ghé đây ủng hộ mấy cô nha. Đây. Rất là ngon luôn đó. Trong nhà lòng chợ thì bán thịt đầy đủ. Dạ, kênh của em là Bến Quê Vlog. Bến Quê hả? Dạ. Bến Quê Vlog. Dạ. Cái này chợ mình bán đỡ không chị? Dạ đỡ. Ngày 4 5 con heo vậy không? 4 con. Dạ. Ngày 5 con rưỡi. Dạ. Đây em chúc chị sắp tới ngày bán 5-6 con luôn nha. Ở bên đây chứ bán thịt bò này cô chú. Đây thịt bò, chị bán thịt bò đầy đủ luôn. Thịt bò nhìn rất là ngon luôn cô chú anh chị. Này thịt bò phải không con? Thịt bò phải không? Thịt bò. Bò quá ngon luôn. Này là bao tử nè cô chú. Đó, ở bên đây thì cô chú thấy nè, nó là bán đồ chay cũng như là những cái sản phẩm mà tiêu, hành, tỏi này kia đó cô chú. Đó, cô này cũng bán rất là nhiều. Còn ở đây là bông súng. Rồi, đây là phía bên trong nhà lồng chợ.